lâu lắm rồi mới thấy anh đấy, mà nó nhanh quá em nhìn thấy. Cảm ơn mọi người nha. Đúng thật, nay ở Thái Nguyên, ngày mai ở Bắc Ninh, ngày mốt Hải Phòng, ngày kia ở Nam Định, nhưng mà không về Nam Định đâu. Đi đâu dễ thì về Nam Định. Nam Định đầu gấu lắm, về láo cho ăn cháo liền. Toàn đấy là lúc Bắc Ninh, lúc Thái Nguyên, nghe đâu lại bảo bây giờ là chiều lai thế, em nó nói lại lổ Thái Nguyên rồi, sợ vãi trưởng thật, kinh khủng. Cảm ơn Nguyễn Thành Vinh đã follow nhá. À, chị quê 18 em, quê lúc Nam Định, bố mẹ quê Nam Định. Ừ đúng rồi, quên Nam Định. Ừ, qua rồi, vụ đấy qua rồi, chị cũng không muốn nhắc lại nữa. Tại vì người đấy người ta cũng gọi, cũng vẫn lại gọi lại và thôi đừng nhắc vụ đấy, rồi để cho người ta không muốn nhắc nữa. Người ta không có ấy nữa. Người ta không muốn, cảm ơn đã tặng hoa nhé. Thank you. Cảm ơn nha, đã tặng hoa cho em nha. Hello. Mà anh hỏi thật, ngày xưa Hằng yêu rồi mà. Có yêu rồi mà, yêu thì mình nhận chứ có gì đâu. Vợ thì đã cưới đâu mà vợ mới là người yêu thôi. Chuẩn bị cưới thì lại xảy ra chuyện thì lại ngừng lại. Mọi người có thấy tiếng không? Mọi người hình như lúc em chưa bật tiếng ấy, mọi người ơi. Có tiếng không mọi người? Kể người ta đi em ơi. Thôi. Cảm ơn nhá. Báo đi hậu cái. Tăng trứng vật trứng đâu? Ừ. Tăng trứng vật trứng đâu? Hả? Lập vi bằng đi, mang lên. Tố đi. Kiện đi. Tào lao. Nói chuyện chả biết cái gì cũng nói. Vớ vẩn. Xin chào mọi người nha mọi người ơi. Thế không gọi bầu trời vào nữa à? Ừ. Gọi bầu trời vào đi nhá. Thấy thương cho lươn con quá à. Lươn con như này nè. Không làm gì hả? Không biết làm gì như này à? Lúc nào cũng như này thôi. Follow kênh em nha, IP cho em nha anh. Đừng có như này nữa, tôi khuyên thật đó. Xin chào. Xin chào Thu Anh nhá, 82 đã follow kênh nha. Hello. Này nó hơi gục. Xin chào. Thu Anh là tên con gái đúng không? Lâu lâu mới thấy một con gái vào thôi. Gần trên tóc tóc của em là
85% là nam và 15% là nữ. Hello, xin chào. Trời ơi, bà vay em kiếm luôn. Dễ vay xong, vay bằng mồm à? Vay bằng niềm tin à? Vay bằng cái gì đó, tự nhiên vay bằng niềm tin. Cảm ơn nhá, đã tặng bông em nhá. Cảm ơn bất động sản đã tặng bông em nhá. Thank you. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người ơi. Hello, Bùi Trung Hiếu. Bùi Trung Hiếu là thấy đâu không? Nhìn thấy đâu mà Bùi Trung Hiếu kìa. Em có thấy đâu? Mọi người có nhìn thấy anh Hiếu không? Mọi người có nhìn thấy anh Hiếu đâu? Anh Sơn Tiên, Tiên Phạm nè. Cảm ơn nha, bất động sản đã tặng bông em nha. Hello mọi người. Bất động sản tặng bông tộc em này. Tôi là ai cũng như vậy. Cảm ơn anh nha. Anh Hiếu đây chị. Anh Hiếu đâu? Có thấy anh Hiếu đâu? Chị cũng mãi chưa thấy anh follow kênh của mình mà. Chưa thấy mà thấy chào anh chứ. Có thấy đâu? Bất động sản đi. À anh Hiếu đấy. Em chào anh Hiếu nhở. Anh ơi em không nhận ra ấy. Tự nhiên bất động sản em có biết tên đâu. Trời ơi em xin lỗi. Tại vì thấy bất động sản thì gọi thế thôi chứ cũng không biết là anh Hiếu vào. Anh khỏe không anh ơi? Bảy tám năm trước cũng không. Dặm 7 năm trước cũng khô. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn ba người đã tặng bông cho em nha. Xin chào Gia Bảo nhá. Các ông cứ nói chuyện cứ... Em chào chị Thu Trang nhá. Cuộc đời buồn. Đặt tên nghe buồn ý hả? Không còn tên gì đặt nữa hay sao vậy? Chị tăng tên cái bạn gì đấy vào đi mọi người. Chứ em có ai đâu. Em có chặn chứ gì đâu. Lại anh xin lỗi, suốt ngày anh xin lỗi. Làm gì đâu mà xin lỗi hoài vậy? Xin chào. Xin chào mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã follow kênh em nha mọi người. Mọi người đứng đằng xa từ em gửi. Chào Hải Coi nhá. Buồn với Hải Coi. Đúng rồi, em yêu làm sao được. Yêu làm sao được anh. Một người như thế em bảo em yêu thì để em chết à hay gì. À em ngày trước em ở Nam Định, nhưng bây giờ em ở Sài Gòn rồi. Em ở Sài Gòn rồi, em ở Sài Gòn lâu lâu rồi. Đúng rồi, số 1 ăn xin. Người ta số 1 là làm việc kiếm tiền bằng chân này, bằng tay này, chạy tay này, 10 ngón có đủ mà không chịu đi làm, ham ăn mà lười làm, người ta gọi thường gọi thế, thích ăn chơi mà lười làm, xong rồi đi xin xỏ, suốt ngày xin anh này cho em bằng này bằng kia. Nhưng mà thật ra thì cái đấy thì mình cũng nghĩ là 50-50 chưa chắc là đã phải thế đâu. Mọi người cứ nghĩ là thế, nhưng tôi thì tôi nghĩ khác, tôi không nghĩ như thế.
cũng là chiêu trò để làm những mấy cái trò view bẩn nhá, và mấy trò view bẩn đây. Thế là tôi nghĩ là tự nhiên là có một người ở Việt Nam mà khỏe mạnh đi ăn hàng ăn quán rồi chuyển tiền cho xong bắt đầu xin tiền người khác không đi cho gái, thì ở Việt Nam này chẳng ai người ta dại đâu mà ta cho. Dân xã hội người ta tinh lắm, người ta không có dở người đâu. À đúng rồi em, đúng rồi em ạ. Bé Thư nó là đứa em nhé. Hiện tại mấy bữa nữa Thư có vào đây ấy. Sao ấy hả em, có gì không em ơi? Đâu rồi? Dự em chị bây giờ cũng làm kinh doanh nhé, mà Vinh cũng làm kinh doanh, mỗi người công việc nhưng mà chị em vẫn hỗ trợ nhau đều đặn nhé, mọi người không có lo. Chị em nhà chị thì sống ok lắm, không còn có cái gì mà phải bàn tới cả. Chị quên Thu à, không, đúng rồi em Hoàng ơi, Hoàng 490 ơi, có việc gì không em comment đây chị coi nào. Đây là Thu. Hello, chào, chào Nguyễn Văn Trung nhá. Đây là chiêu trò đánh bóng đó. Em không biết là anh đang nói em hay nói bạn kia nữa, không biết trả lời sao. Ok, từ từ giảm cân. Trong đấy mình đừng nhắc cái từ đấy, người ta cấm. Mình mà nói, mình cứ nói đi nói lại vi phạm. Vi phạm là mai mốt nó quét hết đấy. ID top top này nó ghê lắm. Quét là chết đấy. Ra đảo hết với nhau ấy. Xin chào Nguyễn Ngọc Vy Anh nhá. 8888. Follow cho chị nhá. Rồi IB nhá. Mình chị xin nhá. Cảm ơn em. Xin chào. Xin chào em nhá. Cảm ơn Nguyễn Phạm Ngọc Duy Anh nhá. Chị không nhìn thấy comment của em nữa nhá. Để em mà hỏi bé Thư ở Hải Hậu ấy, chị không nhìn thấy nhá. Không nhìn thấy nhá. Nếu mà hỏi gì chị tí lỡ IP cho chị nhá. Thì sang hỏi Khánh chứ, hỏi gì em. Sang hỏi Khánh chứ, hỏi gì tôi bạn. Hay bạn về bạn hỏi mẹ bạn ấy. Hỏi gì tôi. Xin chào mọi người nha, mọi người ơi. Cho chị cái túi nhá, cái túi chị em. Hello. Xin chào nhá, mọi người nhá. Cảm ơn nha Phan Linh nha, đã follow nha. Hello hello. Mọi người có nghe thấy tiếng mưa không mọi người? Quê Hương Yên chứ đâu? Quê Hương Yên nhá. Quê ở Hương Yên nha mọi người. Mọi người chơi mà lại không biết quê ở đâu. Cảm ơn nha Tùng Phong Ba đã follow kênh nha. Yeah.
Khánh, Hoài Chiêu. Đó. À kệ đi nha em ơi. Người ta ở ngoài ánh sáng, mình trong mình ở ngoài trong ánh bóng tối, người ta ngoài ánh sáng thì mình kệ đi, cứ nói đi, nói chán. Mình không thèm nói lại. Nói bây giờ nói nhau ở trên mạng. Trên mạng làm gì đâu, mình chỉ nói là lấy với mọi người như thế thôi. Còn như nào thì đã có, đã nhận hết trên đấy rồi, úp hết trên đấy rồi, như nào mọi người hiểu rồi. Mình cũng không sống mà kiểu dạng như là tự nhiên mà lại như thế đâu. Tự nhiên thì lôi kéo mình và đưa mình lên mạng rồi cắt tiếp các video rồi làm nọ kia thì mình tức thôi. Chứ còn mình không tức, đáng lẽ mình chả bao giờ nghĩ. Không bao giờ nghĩ mình lại gặp lại và không bao giờ muốn nhắc tới. Vì nó cũng, mình cũng không muốn. Rồi mỗi người cuộc sống rồi, nhưng mà đằng này lại có mỗi lần lên like cứ bảo bà Hằng đi câu view. Mà câu view thì gì? Tôi mặc cái gì thì kệ tôi, mà tôi làm thì kệ tôi, ảnh hưởng gì? Đúng không? Có ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo của ông không mà nói. Nó bệnh trạng từ thơ. Động chạm hay không ấy, bao nhiêu ngàn người xem ấy, người ta nghe rõ, người ta gửi các video cho tôi đó. Đó, người ta nói đó. Bao nhiêu người đó, gửi đầy video đó. Nhá, bảo kêu không nói. Không nói là tự nhiên tôi nói à? Ông nào có đứa em chứ ông nào, làm gì có ông nào? Có mấy đứa em chứ làm gì, nhà tôi có ông nào? Tôi có 5 người đang làm. Cảm ơn nhá, Ngọc Trung đã follow kênh nha. Hello, xin chào mọi người nha mọi người ơi. Xin chào em nhá, 925 nhá, cảm ơn em. Xin chào. Kệ họ đi, mình quan tâm gì. Bởi vì giờ nói qua nói lại, nói mãi rồi, cũng nói như thế thì cũng không còn cái gì mấy nữa. Nói chung là mình cũng nói đi mà mình úp rồi, úp những cái mình cũng không là người chủ động mà để mà đàm phán cái chuyện vừa rồi, mà mình cũng không chịu đâu. Tại vì mình đã nói ra rồi thì mình cứ nói ra thôi. Còn chuyện của mình chia sẻ với mọi người là như nào thì đấy, người ta tự nhắn và người ta tự nhận rồi đó. Úp trên trang ấy, mọi người vào xem đi, đọc đi nhá. Rồi hiểu thêm, rồi thần tượng đó. Kéo một chú vị một. Thì đúng rồi, cũng bảo yêu nhiều mà, bảo yêu lắm, vẫn gọi chiều nay, hồi trưa nhắn tin vẫn gọi em ơi, thế nọ kia, em ấy cho anh đi, này anh đi, này mọi người này anh đi, chiều này, em gọi đâu, đấy vẫn còn này, em thấy đâu, mọi người xem không? Cứ em ấy này, anh đi này, anh đi này, mọi người hiểu cái này không? Này nè. Sinh năm 79, xin chào Khánh Nam nhá. Mình hiểu chứ, trong những cái này là nhiều cái mình không được nói đâu. Mình phải ấy ra một tí, nếu mà mình mà nói thẳng quá là chết. Chào Phạm Việt nhá. Xin chào Nguyễn Sơn Dương, Dương Sơn. Xin chào 007. Bây giờ hết cái fan của bạn kia rồi nha. Bây giờ đến toàn đến anh em nhà mình nhá. Người ta comment là mình biết là những người bằng hoàng đó. Mấy bạn kia toàn thế nọ ấy kia là mình biết rồi, mình không muốn trả lời. Ừ, hơn mấy tuổi thì sao đâu. Xin chào. Ôi
tôi đi xin người, người để cho tôi hai chữ bình yên, người ơi, đừng có. Chứ tôi chả nhớ đó. Vì tôi chỉ biết là quen thì cũng trên 18 tuổi quen thôi, còn chả biết là bao nhiêu. Cũng không quan tâm tuổi người ta, quan tâm là gì. Ăn thịt trồng mà như thế, ăn tiền thịt trồng mà như thế.